Tết Trung Thu năm nay đang đến gần. Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì với thành phần gồm một số phòng chức năng của Sở, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp, Sở Y tế. Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu đối với các loại rượu và đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, bánh, mứt, kẹo và các thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh về việc tăng cường công tác về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thì đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì kiểm tra tất cả lĩnh vực liên quan đến ngành công thương quản lý, thì gồm thành phần đoàn thì gồm có các lực lượng khác như công an, quản lý thị trường, Sở Y tế và đại diện các địa phương, Ủy ban thành phố. Mục đích chính là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát về các mặt hàng, đặc biệt là bánh trung thu, để đảm bảo cho cái an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh được an toàn. Ngay trong ngày đầu ra quân, đoàn thanh tra kiểm tra đã tập trung vào nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh bánh, kẹo, chợ đầu mối, các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, các nhóm sản phẩm có nguy cơ trên thị trường, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc và sử dụng nguyên liệu phụ gia thực phẩm không đảm bảo an toàn. Với việc vào cuộc và kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng sẽ góp phần giúp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm nâng cao hơn ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết để đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan chức năng. Tại siêu thị Hải Âu đang bày bán khoảng 3.000 mặt hàng, trong đó đa phần là mặt hàng thực phẩm. Chủ doanh nghiệp đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi bắt đầu mở ra thì chúng tôi cũng ý thức rất cao về vấn đề liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đó thì, là những cái sản phẩm thực phẩm, đồ uống hay là đồ ăn ngoài miệng thì chúng tôi luôn có lựa chọn các cái đơn vị cung cấp mà có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cái sản phẩm cho mình. Đấy. Và các cái sản phẩm ô cốp của trong và ngoài tỉnh. Mục tiêu của công ty mở ra là mong muốn là sẽ mở ra một cái kênh bán hàng đấy, để là cái kênh tiêu thụ các cái sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhà, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là trong cái quá trình mở thì doanh nghiệp cũng vừa mới mở ra. Đấy, nó sẽ còn một vài cái thiếu sót mà rất cần cái sự hướng dẫn của các cái sở ban ngành hướng dẫn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoàn thiện hơn các cái thủ tục pháp lý cũng như những cái vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm để doanh nghiệp phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, với việc vào cuộc và quản lý chặt của các cơ quan chức năng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức của các hộ sản xuất kinh doanh đã dần thay đổi. Cùng với kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Công Thương còn tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, đồng thời cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung chủ yếu vào cái việc kinh doanh và sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh đối với các cơ sở từ sản xuất cho đến kinh doanh để đảm bảo làm sao cho cái an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nó được tuyệt đối an toàn. Khi mà phát hiện thấy hành vi vi phạm thì đoàn kiểm tra liên ngành cũng xác định là thực hiện những chỉ đạo là phải kiên quyết xử lý những cái trường hợp mà vi phạm về cái an toàn thực phẩm để nhằm răn đe và giáo dục cho những cái đơn vị nó hoạt động nó tốt hơn. Thời gian qua, nhiều sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh đều diễn ra thành công. Trong đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển du lịch, xây dựng điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện. Đến với Vĩnh Phúc, bên cạnh tham quan các địa điểm du lịch, thì việc khám phá, thưởng thức đặc trưng văn hóa ẩm thực của Vĩnh Phúc cũng là một điểm hấp dẫn du khách. Do đó, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh Vĩnh Phúc an toàn, hấp dẫn và thân thiện. Để làm được điều đó, Sở Công Thương cùng với các đơn vị chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về vệ sinh an toàn thực phẩm với nhiều hình thức.
song hành với việc mà ngăn chặn xử lý những cái hành vi vi phạm thì đoàn cũng sẽ, bởi vì là đoàn cũng đầy đủ các thành phần thì cũng nhằm cái tuyên truyền phổ biến pháp luật về cái an toàn thực phẩm để đơn vị thực hiện nó tốt hơn. Vì những đơn vị có mình xác định là có những đơn vị, ví dụ như hộ kinh doanh cá thể thì họ cũng về kiến thức về an toàn thực phẩm thì họ hầu như họ cũng chưa được tiếp cận nhiều. Vì vậy mà công tác tuyên truyền cũng gắn liền với công tác thanh kiểm tra đợt này. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, ngành y tế, ủy ban nhân dân các cấp đã thanh kiểm tra gần 2.000 lượt cơ sở, trong đó hầu hết các cơ sở đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Một số cơ sở còn một số lỗi chưa đạt yêu cầu, chiếm trên 13%, xử phạt 19 cơ sở vi phạm. Để tạo điều kiện cho người dân cùng giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các sở ngành có chức năng quản lý an toàn thực phẩm còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, người dân. Sở Công Thương thường xuyên thông tin các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế tới các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, kết nối khoảng 80% sản phẩm OCOP tham gia chương trình gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử có uy tín. Công ty chúng tôi đã được các cơ quan chức năng cấp đầy đủ các giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm để đi vào hoạt động. Trong dịp Tết Trung thu này thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều các cái sản phẩm để phục vụ cho sản xuất, một phần là sản xuất bánh kẹo phục vụ trong dịp Tết Trung thu, hai là các cái sản phẩm để phục vụ quà biếu cho mọi người. Trong quá trình sản xuất thì chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, như là nguồn nguyên liệu đầu vào chúng tôi mua ở các cái trại ong có uy tín và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp đồng đầy đủ. Để công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả cao, thời gian tới các cấp ngành chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Các cấp chính quyền, đơn vị chức năng tỉnh nhà đã và đang nỗ lực hết mình để đảm bảo cho sức khỏe của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng sống, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững.